Đấy, một đồng rồi. Nó tháo thì một đồng không? Thế là chỉnh tán đầu lại chỉnh đầu kia nhá. Đúng rồi, góc phải trang lại. Em làm nào em làm. Phải góc phải trang lại. Thế thì hạ xuống ngay đây. Hạ xuống ngay đây. Đấy, tất chỉnh cái chân đấy. Bây giờ mình nhấc lên thì đào cái chân này xuống. À, một đầu một cái gì? Không, bây giờ đào cái chân này xuống. Ý anh nói thế này, bên này là nó vênh như thế này, nó không thẳng thế này. Ôi, anh cứ chỉnh đầu một là ngon hơn rồi. Đúng rồi.